Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866189566. Em ship hàng toàn quốc, phí ship đồng giá là 30.000 đồng trong một đơn hàng. Và cũng sẽ có những cái loại em sẽ bao ship từ 1 cân hoặc là từ 1 chợ, thì là những loại nào em sẽ thông báo cụ thể trong video. Và cái giá mình báo trong video là giá của từng loại mặt hàng thôi các anh chị nhé. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng. Thì hôm nay nhà em cũng làm thêm những cái hình mới để cho các anh chị tiện theo dõi. Kiều Lộc Bắc, cái dòng này hoa cũng nở Tết này các anh chị này. Một cái chậu này rất là nhiều thân nhá. Chậu này mà một khi so sang thay sang những cái chậu nan nhựa thôi, các anh chị sẽ phải mua trên 200.000 đấy ạ. Và một cái chậu này đang rất là nhiều thân như thế này, em bán với giá chỉ có 150.000 đồng một chậu Kiều Lộc Bắc. Lấy hai chậu em bao ship. Hàng đẹp nhé các anh chị. Chúc Phật Bà hàng thuần, rất là đẹp. 160.000 đồng một chậu, lấy hai chậu bao ship. Hàng này hoa nở Tết một xuân. Có những cái chậu rất là nhiều thân nhưng nó thấp một chút xíu nhé. Còn chậu nào thân nó cao thì nó sẽ ít mầm hơn. Gốc Mỹ chậu nào cũng rất là nhiều thân như thế này nhé các chị ơi. Cũng phải 4-5 thân trở lên nhé, chứ không phải ít thân đâu ạ. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Bình thường là 150.000 một chậu mà không bao ship. Hôm nay các anh chị lấy một chậu em sẽ bao ship cho các anh chị nhé. Đấy, có cái chậu này thì có cái thân nó rất là cao luôn này. Phụ nữ cam lửa. Đây, một chậu này cũng rất là nhiều thân. Giá cũ là 130, hôm nay em bán với giá 90.000 đồng một chậu cam lửa này. Rất là sai hoa. Phụ nữ sô-cô-la, một chậu cũng nhiều thân như thế này, đang có nụ có hoa các anh chị nhé. Thế tuy nhiên là cũng sẽ có những cái ngầm, nó thấp cũng sẽ có những cái ngầm nó cao, tùy từng chậu. Đây là mặt hoa của phụ nữ sô-cô-la, rất là đẹp này. Đấy, hoa nó rất là đẹp luôn. Đây các anh chị nhé. Đấy, nó cũng có khác. Đây này, rất là đẹp. Sô-cô-la 150.000 đồng một chậu, lấy hai chậu em bao ship. Còn ở phía trong này là vũ nữ nhện xanh, hoa nó cũng rất là đẹp. Mặt hoa của nó, bông nó to lắm các chị ạ. Vũ nữ nhện xanh, chậu nhiều thân, 150.000 đồng một chậu, lấy hai chậu bao ship. Còn đây là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Thì vũ nữ hoàng hậu hoa xanh còn vài chậu thôi, em xả hàng luôn với cái giá cũ của em đều là 160.000 đấy. Bây giờ em xả hàng vũ nữ hoàng hậu hoa xanh với cái mức giá chỉ có 80.000 đồng một chậu thôi các anh chị nhé. 80.000 đồng một chậu vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Mặt hàng đầu tiên em còn một ít thôi thì em xả hàng luôn. Chỉ còn là 140.000 đồng một cân. Dáng hương tam bảo sắc, hàng lá xếp như thế này nhé. 140.000 đồng một cân. Và lấy một cân em vẫn bao ship cho các anh chị. Kiều Môi Tua, hàng rất là đẹp. 150.000 đồng một cân Kiều Môi Tua, lấy hai cân em bao ship và 50.000 đồng một bó. Kiều Vương cánh trắng, hà hoa thì có thể và nở vào dịp Tết một xuân. Em ký hiệu theo các mã như sau. B2 60.000 đồng một rề như thế này nhé. B2 ạ. B1 em xin lỗi, B1. B1 là 60.000. B2 cũng là một rề kiều vương cánh trắng, dòng thân lùn. Một rề này rất là đẹp luôn, rất là nhiều thân tơ này các anh chị nhé. B2 nguyên một rề này 140.000 đồng. B3 65.000 đồng. Rất là đẹp luôn. B4 50.000 đồng. Nó có hai rề nó cao như thế này, 50.000 đồng. Cái lá này là lá bị từ rừng thôi chứ nó không làm sao cả các anh chị nhé. Đây nó vẫn là thân tơ ạ. Đấy. B5 là một phần kiều vương cánh trắng, hàng thanh lý. B5 thì hàng thanh lý để các anh chị vào vườn thôi các anh chị nhé. Ban 20.000 đồng B5. B6 là ba cây hoàng nhạn tháng 4. Nói chung hoàng nhạn tháng 4 em cũng còn một ít nên là em cũng làm theo mã để các anh chị tiện theo dõi. Cái giá này là giá em đã xả rồi nhé, chứ còn bình thường mà giá không xả thì chỗ này cũng phải rơi vào 85.000 đồng đó các anh chị. Đấy. B6 này, một phần hoàng nhạn tháng 4, hàng thanh lý này, 55.000. B7 là hoàng nhạn tháng 4. Đấy, 1 2 3 4 60.000. P8 là hai cây hoàng nhạn tháng 4, hai cây này thì nó to. Đấy, hai cây này thì nó to nhưng mà cũng là cái hàng em xả. Tuy nhiên là nó cũng không đến mức độ nào lắm đúng không ạ? B8 này 60.000, giá không xả thì nó cũng phải 90.000 đấy ạ. B9 là ba cây hoàng nhạn tháng 4. 50.000 đồng. Tất cả cái chỗ lan nhện này có một cân này, xả hàng 50.000 đồng. Hoa nó cũng đẹp. Kiều vàng thì em bán với giá là 180.000 đồng một cân. Anh chị lấy một cân em cũng bao ship cho các anh chị. Ngoài ra em sẽ làm một số hình như sau ạ. Kiều vàng em ký hiệu là K10 40.000 đồng. Nguyên một dề như thế này nhé. K10 là 40.000 đồng này. K11 một dề to, rất là đẹp luôn. K11 160.000 đồng. K12 là một dề 70.000 đồng. Đấy, vừa cao vừa đẹp. K14 cũng là một dề đây, rất là đẹp này. K15
K14 này 50.000. K15 có 2 dề cũng rất là đẹp như thế này, 50.000. K16 có 2 dề 50.000. K17 là 3 dề kiều vàng như thế này, 50.000 đồng. K18 một phần kiều vàng. Đấy. Mấy dề như thế này, 50.000 đồng. K17 có 2 dề kiều vàng, 50.000. Đai châu bóc rừng, đây là hàng khai thác trực tiếp từ rừng, em sẽ chia ra làm tường hình. Đai châu bóc rừng thì bây giờ nó cũng khá hiếm và cái giá thành nó cũng cao hơn đai châu bóc trụ các anh chị ơi. Em cũng sẽ làm tường hình để các anh chị dễ chọn lựa nhé. C20 là một cây đai châu bóc rừng, cây này cây to. Tuy nhiên là hàng bóc rừng thì cây to nó càng lỗi các anh chị ạ. Về cắt đi chỗ này là được thôi các anh chị ơi, nó không làm sao cả đâu, vẫn phát triển bình thường. C20 80.000. C22 có 3 cây, một cây này. Đấy, 2 cây. 3 cây, 3 cây nhỡ này 50.000 đồng C22. C23 là một phần đai châu bóc rừng, hàng cây giống này, 50.000 đồng, rất là nhiều cây. C24 có 3 cây đai châu bóc rừng, 50.000 đồng. Đấy, có cây bản lá rất là to luôn này. Rất là đẹp. C25 một phần đai châu bóc rừng, cây nhỡ này 50.000 đồng. C26 là một phần đai châu bóc rừng, cây giống này 50.000 đồng. C27 một phần đai châu bóc rừng, cây nhỡ 50.000 đồng, cây giống 50.000 đồng. C28 thì nó lớn hơn một chút so với C27 nên là nó ít cây hơn, 50.000 đồng. C29 cũng là một phần đai châu giống, đây là cái phần này là cái phần em thanh lý nhá. Đấy, C29 cái chỗ này là 40.000 đồng. Chuỗi ngọc N30, một dề này 50.000 đồng đang lên mầm gốc. Chuỗi ngọc N31, dề này 60.000 đồng cũng đang lên mầm gốc. Chuỗi ngọc N32, 50.000 đồng một dề này đang lên mầm gốc. Chuỗi ngọc N33 có 3 dề khá sàn sàn đều nhau như thế này, 50.000 đồng. Kiều môi tua T34, nguyên một dề to đùng đẹp như thế này, 90.000 đồng. Số 35 là một cái chậu phi điệp lá âm dương như thế này. Chậu này em bán với giá là 150.000. Số 36 là một chậu dáng hương đuôi cáo. Đây. Có lá hơi nhăn như thế này các anh chị nhé. Một chậu dáng hương đuôi cáo này em bán với giá là 90.000. Số 38 một cái khúc đùi gà thuần. Khúc đùi gà thuần này 100.000 đồng. Số 39 là một cái khúc dáng hương đuôi sóc thuần như thế này, với giá là 70.000. Số 40, một cái bảng phi điệp tím hàng rừng như thế này. Đấy, đang lên thêm cả mầm gốc này nữa này. Đang lên thêm kia này, 70.000. Số 41 là một chậu dáng hương đuôi cáo này, em bán với giá là 50.000. Số 42 là một cái khúc trầm tím hàng thuần như thế này, em bán với giá là 100.000. Số 43 là một cái chậu phi điệp tím hàng rừng như thế này, em bán với giá là 100.000. Số 51 một khúc vạch đỏ nguyên bản như thế này, hàng nguyên bản như thế này, 70.000, đang lên rất là nhiều mầm gốc. Số 52 vạch đỏ nguyên bản đang lên mầm gốc và rất là đẹp như thế này, 50.000. Số 53 một khúc vạch đỏ nguyên bản 70.000 đồng. Đấy, mầm gốc cũng đã lên khá là cao rồi đây. Số 54 này là một cái khúc đuôi cáo. Đuôi chồn lẫn sóc, cái hàng thuần này. Đấy, rất là đẹp như thế này nhá, 150.000. Số 57 một cái chậu hạc vĩ thiên cung rất là đẹp như thế này, 150.000. Số 58 cũng là hạc vĩ thiên cung, xung xuê chưa, 150.000. Số 59 hạc vĩ thiên cung 150.000. Số 60 là một cái khúc nghệ tâm đang lên rất là nhiều mầm xung xuê như thế này. Đấy. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn, 100.000. Số 62 là một cái bảng phi điệp tím hàng rừng thuần như thế này. Đấy. Em bán với giá là 100.000. Đơn cam nguyên bản mầm gốc đang lên rất là nhiều. Em sẽ có các mã như sau. Đơn cam nguyên bản số 1, đây đang có 3 mầm gốc này, rễ mới đang ra này. Đấy. 60.000. Đơn cam nguyên bản số 2 50.000. Số 3
60.000. Đơn cam số 4 50.000. Đơn cam số 5 60.000. Đơn cam số 6 60.000. Đơn cam số 7 60.000. Đơn cam số 8 70.000. Đấy, mầm gốc lên rất là đẹp như thế này rồi. Đơn cam số 9 60.000. Đơn cam số 10. Đơn cam số 10 nó lên tới 2 mầm gốc rồi các anh chị nhé. Số 10 này thôi cũng 70.000. Số 11, đơn cam số 11 này 70.000. Đơn cam số 12 70.000. Đơn cam số 13 70.000. Đơn cam số 14 70.000. Đơn cam số 15 50.000. Đơn cam số 16 50.000. Đơn cam số 17 50.000. Hoàng thảo đùi gà tròn, mầm gốc nó cũng đang lên. Hôm nay em xả hàng đùi gà tròn với giá là 160.000 đồng một cân, bao ship từ 1 cân các anh chị ơi, 50.000 đồng một báo. Combo lan rừng còn có rất là nhiều loại, bao gồm báo hỉ này, kiều vuông cánh trắng này, kiều vàng này, nhất điểm hoàng này, hải âu này, ngọc thạch này, hạc đỉnh hồng, hoàng thảo môi tua, rồi rất là nhiều loại khác nữa các anh chị nhé. Nói chung là rất là nhiều loại đấy. Tất cả cái chỗ combo này xả hàng với cái mức giá 60.000, cực kỳ nhiều loại các anh chị ơi, nhiều loại lắm ạ. Hoàng lạp hàng rất là đẹp, 150.000 đồng một cân, bao ship từ 1 cân và 50.000 đồng một bó. Kiếm phan trí em còn 4 chậu, phan trí số 1. Nó đang lên mang mới nữa đây các anh chị nhá. Phan trí số 1 cái chậu nó bị vỡ rồi. Khi mà gửi hàng thì em sẽ đệm cái chậu nhựa này vào cho các anh chị xả hàng luôn. Phan trí số 1 với cái mức giá chỉ còn có là 360.000 đồng. Phan trí số 2 đây cũng rất là đẹp. Nói chung là hàng như thế này là đẹp các anh chị ơi. Nó cũng lỗi một vài lá nhưng mà không đáng kể. Lá rất là to các anh chị này. Phan trí số 2 xả hàng cũng chỉ còn 380.000. Phan trí số 3 xả hàng còn 340.000. Phan trí số 4 em cũng xả hàng còn 340.000. Và cái hàng này đã nở hoa tại nhà em cho nên là rất là bảo hành chuẩn hoa cho các anh chị nhé. Tiếp đến nữa đó chính là nhất điểm hoàng. Hoa của nó rất là đẹp và hàng thì cực kỳ là đẹp đây các anh chị ơi. Đấy. 120.000 đồng một cân nhất điểm hoàng, 50.000 đồng một bó. Và em bao ship từ 1 cân. Hoa nó thơm ạ. Sáng hương sắc lào, hàng rất là tươi, em bán với giá là xả hàng luôn. Bình thường là 150.000 đồng một cân, hôm nay em chỉ bán với giá 120.000 đồng một cân sắc lào, 50.000 đồng một bó và em bao ship từ 1 cân. Ngọc thạch 3 màu, em cũng xả hàng luôn. Hàng thì nó đang lên mầm gốc nhé các anh chị. Ngọc thạch 3 màu hoa nó rất là đẹp luôn. Giá cũ là 150.000, hôm nay xả hàng luôn. Chỉ còn 100.000 đồng một cân ngọc thạch 3 màu, 50.000 đồng một bó. Năm cánh trắng Phú Thọ em còn một cái chậu này thôi. Cái chậu này thì nó cũng đã nở hoa rồi. Tuy nhiên bây giờ hoa nó tàn rồi đây. Hoa nó hôm vừa rồi nó vừa nở đây. Cái chậu này đang lên rất là nhiều mầm như này, 150.000 đồng. Cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ này nhé. Một cái chậu Dendro lá biên như thế này đang lên mầm gốc cũng biên luôn các anh chị ơi. Đấy, rất là chuẩn luôn nhé, không phải lo. Cái chậu này xả hàng luôn còn 130.000. Năm cánh trắng hạng hồng, cái chậu này em xả hàng còn 100.000 nhé. Em gọi đây là chậu năm cánh trắng hạng hồng số 65. Và ngoài ra thì em cũng có cái lô năm cánh trắng hạng hồng, thân nó cao hơn các anh chị ơi. Thân nó cao hơn và nhiều thân hơn các anh chị này, mập hơn, đẹp hơn, rất là mướt mát. Hoa nở Tết mùa xuân và cực kỳ là thơm. 150.000 đồng một chậu năm cánh trắng hạng hồng, hôm nay lấy một chậu em bao ship. Trinh bạch đang có rất là nhiều nụ, có những cái nụ nó đã to như thế này rồi, có những cái nụ nó nhỏ nhưng phải nói là phải đến 95% là đang có nụ rồi các anh chị nhé. Trinh bạch hoa nó rất là đẹp, hàng thì rất là mướt mát như thế này, đẹp lắm. Em bán với giá là 160.000 đồng một cân trinh bạch, 50.000 đồng một bó. Và các anh chị lấy một cân em bao ship. Một cái dây chấm tím rừng Lào, hàng đã thuần như thế này và đang bén rễ rồi nhá. Hàng này em ghép nguyên một cái dề to đùng của cái hàng kg ấy. Thì em vẫn bạn tính theo cái giá của hàng kg thôi các anh chị ơi. Cái dề này lúc bán theo hàng kg thì em bán là 680 và bây giờ vẫn là 680, mặc dù hàng đã thuần rồi đấy. Mầm gốc đang lên rất là nhiều luôn ạ. Kiều dệt, hàng cực kỳ là đẹp này. Cái chậu này thuần đã được mấy năm rồi cơ, thậm chí đang lên thêm rất là nhiều mầm gốc mới nữa này. Đẹp lắm. Kiều dệt cái chậu này 750.000 đồng bao ship. Vạch đỏ hàng kg, hàng hoa nó cũng đẹp và rất là sai hoa. Thì em còn một ít thì nó hơi ít lá, thành ra em sẽ xả hàng với cái giá cũ là 250.000. Hôm nay em xả hàng hoàng thảo vạch đỏ với cái mức giá chỉ có 210.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Xả hàng hạc vĩ bắc này các anh chị ơi. Hàng thì đây nó đang lên mầm gốc. Hàng này thì vứt đâu cũng sống luôn, cũng không cần phải chăm sóc quá là nhiều các anh chị ạ. Hạc vĩ bắc thì bình thường các anh chị hay mua là 180-200.000 một cân. Hôm nay em xả hàng chỉ còn 120 một cân hạc vĩ bắc, 50.000 đồng một bó.
Dendro Trường Sơn, hoa của nó cũng đẹp nhé các anh chị ơi. Nói chung là rất là đáng sưu tầm. Hoa của nó cũng khá, mùi nó cũng khá là dễ chịu và thơm thơm ấy các anh chị. Dendro Trường Sơn xả hàng 80.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Trầm Biên 50.000 đồng một chậu, đang lên mầm gốc cực đẹp. Cái dòng Trầm Biên này thì hoa nó cũng rất là đẹp nha anh chị ơi. Hoa nó bông nó to, cánh đều, tròn đều, hoa nó thơm nhá. Địa Lan Luân, cái dòng này chỉ có ở cái vùng Tây Nguyên mới có thôi. Cái này hàng củ và dễ thuần, vứt đâu cũng sống luôn các anh chị này. Cái anh chị có thể trồng bằng giá thể là đất này, vỏ thông sơ với lại xỉ than dớn đều được hết các anh chị nhá. Đây em để ở đây thôi mà mầm gốc nó còn đang lên này. Đẹp chưa? Em bán 150.000 đồng một cân. Hôm nay các anh chị lấy một cân em bao ship luôn nhá. Địa Lan Luân nó sẽ có 4 mặt hoa. Hoa em để trên màn hình. Và màu hoa của nó sẽ là màu vàng này, màu tím, màu đỏ và màu cúm. Giả hạc hoa hồng đỏ đang lên rất là nhiều mầm mới, rất là đẹp luôn. Mầm nó rất là cao rồi các anh chị nhé, chứ không phải thấp đâu ạ. Cao, mập, đẹp, giả hạc hoa hồng đỏ em bán với giá 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em bao ship. Giả hạc hoa oai trắng, hoa nó màu trắng rất là đẹp và thơm. Đặc biệt là cái lô hôm nay thì cây nó mập, đẹp và cao, một chậu nó nhiều thân như thế này. Em bán 150.000 đồng một chậu. Và lấy 2 chậu em cũng bao ship. Quế tím rất là đẹp này các anh chị này. Quế tím, nhiều cây to, cây nhỡ và cây nhỏ cũng có. Các anh chị thích lấy size như thế nào bảo em trong cái quá trình mình đặt hàng nhé. Hoa nó rất là đẹp luôn. Quế tím thì trên thị trường vẫn đang có giá là 180.000 đấy các anh chị. Thế tuy nhiên là em nhập được rẻ hơn, em bán với giá 150.000 đồng một cân quế tím. 150.000 đồng một cân. Và hôm nay lấy một cân cũng sẽ được bao ship. Dendro trắng ruby, hàng rất là đẹp, cây nó mập mướt mát như thế này nhá. Cái dòng này thì rất là dễ chăm luôn các anh chị ạ. Hàng đã thuần đẹp như thế này rồi, em bán với giá là 300.000 đồng một chậu. Và hôm nay lấy một chậu em cũng bao ship cho các anh chị luôn. Dendro nắng chớp bịp, đây là cái dòng đột biến của Dendro nắng. Với cái mặt hoa của nó rất là đẹp luôn và thơm, size hoa hàng này cũng dễ chăm. Hiện tại thời điểm này nó cũng đang lên thêm những cái mầm gốc mới. Và trong một chậu cũng sẽ có những cái thân nó đã đứng ngọn, cũng sẽ có thân nó đang đi ngọn. Và những cái thân nó đã đứng ngọn là tới này các anh chị cũng sẽ được ngắm hoa các anh chị nhé. Dendro chớp bịp này em bán với giá 230 một chậu. Chậu nào cũng đang lên mầm gốc nữa, rất là đẹp luôn. Và có rất là nhiều thân tơ luôn này các anh chị nhé. Đấy, 230 một chậu, lấy 2 chậu em bao ship luôn. Trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi, một cái chậu tác phẩm ở trong những cái chậu nan nhựa này rồi các anh chị, không phải chậu đen nhá. Một cái chậu tác phẩm này nó phải trên dưới 10 thân các anh chị ạ. Những cái chậu trên dưới 10 thân đồng thời đang có cả ki như thế này nữa. Hàng rất là đẹp, em bán với giá chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi các anh chị ơi. Lấy 2 chậu em bao ship nhá. Cái dòng trầm cổ xưa này hoa nó rất là thơm, bông nó to và tím đậm các anh chị ạ. Hài Vân Bắc, một dòng hài hiếm. Bây giờ rất là hiếm luôn. Hài Vân Bắc thì em sẽ bán đồng giá là 100.000 đồng một cây nhé. Cây nào cũng đẹp hết các anh chị ạ. Ba cái chậu hỏa hoàng cam thuần này em xả với cái giá là 80.000 ba chậu. Hoàng thảo đuôi gà, hàng đã thuần như thế này, em còn 3 chậu. Chậu số 1 170.000, 100% thân tơ các anh chị nhé. Và những cái mầm gốc. Chậu số 2 cũng 170.000. Chậu số 3 xả hàng 100.000. Trầm Blue, một dòng lan hoa thơm, siêng hoa, mặt hoa VIP luôn. Mặt hoa rất là đẹp anh chị ạ. Đang lên cực kỳ là nhiều mầm gốc đẹp, mướt mát như thế này. Em bán với giá 100.000 đồng một chậu Trầm Blue. Lấy 3 chậu em bao ship. Còn đây là Dendro lá biên. Hoa của nó cũng là hoa cánh biên rất là đẹp. Dendro lá biên, 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em bao ship. Dendro úc mắt đen. Hoa nó cũng rất là đẹp luôn. Một cái chậu này phải trên 10 thân, gần 15 thân luôn các anh chị ạ. Cũng phải đến 15 thân đấy các anh chị ơi. Những cái chậu này, những cái chậu tầm khoảng 10 đến 15 thân như thế này trên thị trường các anh chị đang phải mua với giá là 250.000 cơ các anh chị nhá. Và em chỉ bán với giá 170.000 thôi. Nó phải gần 15 thân các anh chị ạ. 170.000 một chậu nhá. Chậu rất là đẹp, nhiều thân. Và đây là những cái chậu thanh đạm Indo, thời điểm này giá đang rất là rẻ. Một cái chậu thanh đạm Indo rất là nhiều thân như thế này, em bán với giá là 300.000 đồng một chậu bao ship thanh đạm Indo các anh chị nhé. Hoa nở vào tầm tháng 10 đến tháng 12, đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa này các anh chị này. Một chậu rất là nhiều thân. Cái dòng thanh đạm Indo này hoa nó thơm. Hibiki, một dòng lan, một dòng Dendro siêng hoa, sai hoa. Và hoa nó nở quanh năm.
Hibiki 120.000 đồng một chậu các anh chị nhé. Giá cũng là 200.000, hôm nay em xả hàng 120.000 một chậu. Chậu rất là nhiều thân và đồng thời nó đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa đấy ạ. Giả hạc Pháp một chậu cũng rất là nhiều thân như thế này đây các anh chị này. Nó phải đến 10 thân mất thôi. Nhiều lắm, chứ không phải là 5 6 thân đâu nhá. Bình thường trên thị trường các anh chị mua những cái chậu này nó chỉ rơi vào 5 đến 6 thân cũng đã 130, 120, 130 rồi đúng không ạ? Đây một cái chậu này nó phải tầm khoảng 10 thân, cũng phải đến 10 thân luôn các anh chị ạ. Rất là nhiều. Đây, nhiều chưa? Trên dưới 10 thân như thế này em bán chỉ có 150.000 thôi nhá. Các chị lấy hai chậu em bao ship. Kèn Lai Châu hàng ươm ki, cái này em bảo hành chuẩn mặt hoa cho các anh chị luôn. Còn số lượng ít thôi em cũng làm từng hình để các anh chị dễ theo dõi. Cái Lai Châu số 1 này. Đấy, hàng ươm ki nó có 1 2 3 4 4 mầm và một cái mầm nhỏ là 5 mầm. Em bán với giá là 250.000 đồng. Em thì em bán đồng giá thôi các anh chị nhá. Cái Lai Châu số 3 nó cũng cao hơn số 2 một chút xíu. Đấy, nó cũng có thân cao hơn và thân nó mập hơn chút xíu. Đấy, cũng 250.000. Cái Lai Châu số 4. Đây, số 4 đây. 250.000. Cái Lai Châu số 5, thân nó cũng cao, mập, đẹp như thế này. Nó ngoài ra đang lên thêm cái mầm gốc mới nữa này. 250.000. Kurakoki, hoa nó rất là thơm, mặt hoa nó đẹp và cây nó cũng to đẹp như thế này nhá. Kurakoki 150.000 đồng một chậu, lấy hai chậu em bao ship. Còn đây là hài giáp 10.000 đồng một lạng nhé. Kiều mỡ gà hàng nguyên bản từ rừng nhá. Đấy, kiều mỡ gà số 1, hôm nay em còn hai hình thôi. Kiều mỡ gà số 1 là nguyên một khúc nguyên bản như thế này, 150.000 khúc to nhá. Kiều nguyên bản số 2, kiều mỡ gà nguyên bản số 2 thì em bán với giá 90.000. Còn đây là kiều tím Thanh Hóa, kiều tím Bắc. Các anh chị cũng biết rồi, cái dòng kiều tím Bắc thì nó rất là hiếm luôn và không phải lúc nào cũng có hàng. Đặc biệt là kiều tím Bắc thì người ta thường thường tính không bán theo hàng cân đâu các anh chị ạ. Đấy, em có hai hình như thế này. Kiều tím Bắc số 1. Đấy, một cái chậu này em đã thuần vào chậu như thế này rồi, ghép vào chậu như thế này rồi và rễ mới nó đang bắn ra đây các anh chị nhá. Đấy. Rễ mới đang bắn ra như thế này rồi. Đồng thời mầm gốc mới của nó cũng đang có đây các anh chị này. Kiều tím Bắc số 1. Một cái chậu này em bán với giá là 550.000 đồng. Kiều tím Bắc số 2. Kiều tím Bắc số 2, một cái khúc này em cũng cũng ghép vào gỗ như thế này rồi và nó cũng đang bắt đầu bắn cái rễ mới ra đây các anh chị như này. Kiều tím Bắc số 2 là 300.000 đồng. Kiều tím, tất cả các cái kiều tím miền Bắc thì các anh chị cũng biết rồi, nó nổi tiếng là vì sao ạ? Cái màu sắc của hoa của nó rất là đậm, nó đậm hơn kiều tím miền Trung các anh chị ạ. A7 là kiều tím miền Trung, hàng này em xả hàng thanh lý, thế tuy nhiên thì nó cũng đã lên rễ hoặc là đã lên mầm gốc rồi các anh chị nhé. Này. Đấy. Ba cái rễ kiều tím miền Trung này. Đây. Cái rễ này mầm gốc rất là cao rồi đây này các anh chị. Đó. Ba cái rễ kiều tím miền Trung này nó phải hơn 7 lạng, 150.000 đồng, tính ra có 200.000 một cân thôi, quá là rẻ các anh chị ạ. Tiếp đến nữa là A41. A41 cũng là kiều tím miền Trung. Nó có các cái rễ như thế này. Đây, các anh chị thấy mầm gốc nó cũng lên rất là nhiều đúng không ạ? Mầm gốc rồi rễ mới này. Đấy, nó cũng hơn 7 lạng. Chỗ này cũng là 150.000 đồng. Hoàng thảo xoắn thì hoa nó rất là đẹp. Cái hoa của nó cánh xoắn nói chung là rất là mê luôn các anh chị ơi. Hoa nó đẹp lắm. Hoàng thảo xoắn thì thường thường các anh chị vẫn phải mua theo giá là 350 một cân cơ đúng không ạ? Thì nếu nói chung là anh chị mua theo cân thì em sẽ bán xả hàng với giá là 250 một cân thôi. Ngoài ra thì em cũng sẽ làm theo hình như thế này. Hoa nhạn. Em xin lỗi. Em ký hiệu là X nhá. Hoàng thảo xoắn mã X3 này, X3 nguyên một rề như thế này, đang lên rất là nhiều mầm gốc. Nó vừa qua mùa hoa thành ra bây giờ chỉ lên mầm gốc thôi các anh chị ơi. Đấy, có cái kỳ nó cũng đang lên mầm gốc nữa này các anh chị này. Hoàng thảo xoắn X3 này 190.000 đồng, nguyên một rề này. Đây, có cả thân tơ này nữa này. Hoàng thảo xoắn X1. X1 là một rề to, nó cũng đang lên mầm gốc các anh chị ơi. 170.000 đồng X1, nó ít lá thôi nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu. Đây, nó vẫn có thân tơ bình thường đấy ạ. Chẳng qua là nó ít lá thôi các anh chị nhé. Đây này, đây là những cái thân tơ của nó đấy ạ. Hoàng thảo xoắn X5. X5 là một cái phần em thanh lý 30.000, có hai cái rễ nhỏ này. Hai cái rễ này thì nó chưa nhúm mầm gốc đâu nhưng mà nó cũng có mắt ngủ các anh chị nhé. Hoàng thảo xoắn X10. X10 này 120.000 đồng. Cái rễ này thì nó cũng đang lên rất là nhiều mầm gốc này các anh chị ơi. X10 120.000. Ngoài ra nó vẫn có thân tơ đây, chẳng qua thân tơ của nó rụng lá thôi các anh chị ạ. Hoàng phi hạc.
hoa của nó cũng rất là đẹp, nó cũng có 2 đến 3 mặt hoa. Ngoài ra thì hoàng phi hạc hàng rừng thì hoa nó khá là thơm. Các anh chị thì, sưu tầm thì các anh chị cũng biết rồi, hoa hoàng phi hạc khá là thơm. Nó cũng vừa qua mùa hoa nên bây giờ nó chỉ là những cái mầm gốc lên như thế này thôi các anh chị nhé. Hoàng phi hạc hàng rừng này hàng đẹp thì em bán 150.000 đồng một cân, bao ship từ 1 cân, 50.000 đồng một bó. Ngoài ra em có 2 cân hoàng phi hạc hàng thanh lý các anh chị ơi. 2 cân hoàng phi hạc hàng thanh lý này, tất cả chỗ 2 cân này là 100.000, tức là 50.000 một cân thôi đó. Tất cả cái chỗ hải yến này, hàng thanh lý nó sẽ bị lỗi lá các anh chị ạ. Lỗi lá một chút xíu. Đấy, tất cả cái chỗ hải yến này, chỗ này phải đến 1 cân các anh chị ạ, 1 cân đấy ạ, 50.000. Cái kiều tím miền Trung hàng kg thì anh chị có thể lấy theo hàng kg là em vẫn đang xả với giá là 250 một cân, 25.000 một lạng nhé. Nó đang lên rất là nhiều mầm gốc này. Chuỗi ngọc hàng kg, hàng đẹp, hàng này mới về các anh chị nhé. Hàng này nhà em mới về hôm qua đấy, đang lên rất là nhiều mầm gốc đẹp như thế này. Hàng kg, hàng đẹp này em bán với giá 180.000 đồng một cân, lấy 1 cân em bao ship và 50.000 đồng một bó. Còn ở cái rổ này là chuỗi ngọc hàng thanh lý. Hàng thanh lý thì nó về trước hơn. Thế tuy nhiên các anh chị có thể thấy thì mầm gốc nó cũng đang lên rồi đúng không ạ? Những cái thân là nó khô này đi thì anh chị lấy thì em cũng sẽ cắt tỉa cho các anh chị. Chuỗi ngọc hàng thanh lý này thì em sẽ thanh lý với cái mức giá chỉ có 90.000 đồng một cân thôi. Chỗ này chắc tầm khoảng 1 cân gì đó, 50.000 đồng một bó. Em cũng còn vài cái chậu chuỗi ngọc hàng thuần. Đấy, bây giờ thì tất cả nó đều đang lên mầm gốc. Kiểu như thế này rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Một cái chậu chuỗi ngọc hàng thuần này em bán với giá là 150.000 đồng. Anh chị có thể lấy hàng thuần hoặc hàng kg đều được ạ. Và chuỗi ngọc hàng thuần này thì anh chị lấy 2 chậu em bao ship nhé. Em dọn vườn đen rô vàng kim cương hay còn gọi là đen rô vàng mắt đen. Cái dòng này hoa nở Tết mùa xuân. Đến cái thời điểm nở hoa ấy, thì có nụ có hoa vào dịp Tết mùa xuân, các anh chị đều phải mua theo thân 200 đến 250 một thân. Và bây giờ thì em còn vài chậu thôi em xả hàng. Nói chung là cũng sẽ có những cái chậu đẹp, cũng sẽ có những cái chậu lỗi. Em sẽ làm giá của từng chậu để các anh chị dễ theo dõi nhé. Đen rô vàng kim cương A32. Chậu này thì cũng khá là đẹp này, tương đối là đẹp. Giá cũ của em là 230 đấy. Rồi em xả hàng chậu này còn 190.000 đồng, rất là rẻ rồi. Đen rô vàng kim cương A33. Cái chậu này thì đây, nó cũng đang lên thêm những cái mầm gốc này. Ngoài ra thì nói chung là một số lá nó bị như thế này. Có một cái ngọn này nó bị lỗi lá, lỗi ngọn rồi. Còn những cái ngọn khác thì không là sao cả. Cái chậu này em xả hàng còn 100.000 nhé, A33 100.000. A34 là đen rô vàng kim cương. Đây, nó cũng đang lên rất là nhiều những cái mầm gốc mới này các anh chị này. Đấy, cái này thêm nhiều mầm gốc lắm. Ngoài ra thì hai cái mầm này nó vẫn ok thôi. Hai ba cái mầm này vẫn ok nhé. A34 100.000 đồng. A35 80.000 đồng. A36 50.000 đồng. Nói chung những cái chậu xả hàng này anh chị về lấy làm giống vô tư thôi. A37 xả hàng 100.000 đồng. Đấy. Nó vẫn có những cái mầm gốc đẹp các anh chị nhé. A38 xả hàng còn 80.000 đồng. Nó sẽ ít mầm hơn một chút xíu. A39 thì nó có nhiều mầm và nó có cả nhiều ki nữa đây các anh chị ơi. Đấy. Ngoài ra nó vẫn đang lên thêm cái mầm mới đây. A39 này thôi cũng xả hàng 100.000. A40 cái chậu này thì khá là đẹp này các chị đây. Mặc dù nó ít mầm nhưng mà mầm nó rất là đẹp luôn, mập cao nữa, khỏe đẹp. A40 140.000 đồng, giá cũ của em đều 230 hết. A45 thì cái chậu này giờ nó có một thân và một ki này, tôi xả hàng 30.000 đồng về các anh chị làm giống nhé. A46 xả hàng còn 100.000 đồng. Đây, nó vẫn có những cái mầm đẹp, đúng không ạ? A47 thì cũng tương đối là đẹp như thế này nhé. Ngoài ra đang lên cái ki nữa. A47 rất là nhiều mầm, nhiều ki như thế này. Em bán với giá là 190.000 A47. Đó là các loại lan của nhà em ngày hôm nay. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị. Đó là một số các cái loại hoa lan của nhà em ngày hôm nay. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị ạ.